Hiện tại thì Vân Sơn đang ở trong một ngôi chùa được gọi là chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, nằm ở dưới chân đèo Bảo Lộc. Nếu từ ở Sài Gòn chúng ta đi đến đây đó thì khoảng chừng 150 km, và từ đây chúng ta lên Đà Lạt thì cũng khoảng chừng 150 km. Nằm ở giữa đường đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt mà có một ngôi chùa như thế này, nó đẹp và được xây dựng một cách chỉnh chu như vậy, rất là tuyệt vời luôn. Theo như Vân Sơn biết được đó thì ngôi chùa này được bắt đầu xây dựng vào khoảng những năm 2012, có nghĩa là cách đây 10 năm là đã được bắt đầu xây dựng. Và hiện tại bây giờ đó thì ngôi chùa này vẫn chưa có hoàn thiện. Vân Sơn có liên lạc với lại những người đã sáng lập ra ngôi chùa này đó, thì được cho biết rằng để mà hoàn thiện được ngôi chùa này thì phải cần đến ít nhất là 20 năm nữa. Thì Vân Sơn nghĩ là đến khi mà hoàn thành nữa thì nó còn đẹp đến mức nào, nó còn trở thành như thế nào nữa. Theo Vân Sơn biết đó thì ở đây đó có rất là nhiều chánh điện nè, có những cái ngôi niệm Phật đường nè, có những nơi sinh hoạt cho những người, người ta đến đây người ta cùng tu với nhau. Và những cái ngôi chánh điện này, những niệm Phật đường này làm bằng những chất liệu thật là bền bỉ, thật là xuất sắc, chất liệu thật là tốt. Nó có thể tồn tại với thời gian theo nhiều trăm năm nữa. Thí dụ như các bạn thấy phía sau lưng của Vân Sơn nè, Đức Mẹ Quan Thế Âm Tứ Diện đây là được tạo bằng nguyên một cái khối đá, chứ không phải là đúc bằng xi măng hoặc là bằng thạch cao. Các bạn biết không, ở đây có nhiều cái điều kỳ diệu lắm. Khi mà Vân Sơn bước vào đây đó, có nhiều cái cảm giác nó kỳ diệu, nó huyền bí lắm. Bởi vì ngôi chùa này nằm ở trong cái thung lũng, nằm giữa chánh dương và chánh âm. Ngoài ra còn có sơn bao thủy bọc. Vân Sơn tìm hiểu thêm thì mới biết được đây là hướng chánh bắc nè, và ở hướng này có một ngọn núi được mang tên là Bonom Lumu. Trên đỉnh ngọn núi này có một hòn đá cao 200 m. Và cái hòn đá này nó tượng hình của hình dáng của Linh Ga. Các bạn biết Linh Ga là một cái biểu tượng cho người đàn ông đúng không? Và nằm ở hướng chính bắc và nằm ở trên đỉnh núi. Thành ra ở nơi đây sinh ra một dương khí mà là chánh dương. Và ở trước mặt Vân Sơn nè là hướng chánh nam, có hai ngọn núi. Hai ngọn núi này ở trong bản đồ của Việt Nam chúng ta đó ghi rất rõ luôn là núi Vú Lớn và núi Vú Nhỏ. Các bạn biết sao không? Thử nhìn đi, đó, nhìn thấy không? Chúng ta sẽ nhìn thấy giống như là hình dáng của một người phụ nữ đang nằm ngửa ra. Rất là đẹp. Và ở trên đỉnh núi đó nhìn y như là ngực của người phụ nữ đang nằm rất là đẹp ở đó. Phát sinh ra rất là nhiều âm khí và là chánh âm luôn. Thành ra ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa mà khi Vân Sơn bước vào, Vân Sơn có nhiều cảm giác, có nhiều cảm xúc và cảm nhận được nhiều sự huyền bí xảy ra. Vân Sơn mời quý vị cùng với Vân Sơn chúng ta đi khám phá đôi điều đặc biệt về ngôi chùa được mang tên là Đại Tùng Lâm Hoa Sen, nằm ở dưới chân đèo Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay. Các bạn, như các bạn thấy đây là một thánh tượng Đức Mẹ Quan Thế Âm Tứ Diện, rất đẹp luôn. Theo như Vân Sơn biết được đó, thì khi mà mẹ, gương mặt của mẹ hướng về hướng đông, trên tay của mẹ cầm bình hồ lô và nhành dương liễu, thì nơi đây nói lên ý nghĩ là mẹ luôn luôn lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, cứu khổ cứu nạn. Khi mà gương mặt của mẹ hướng về hướng chánh bắc và trên tay của mẹ cầm cây Như Ý, thì cái biểu tượng đó và cái ý nghĩa nói lên mẹ luôn luôn lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Khi gương mặt của mẹ hướng về hướng chánh tay, trên tay của mẹ cầm chuỗi hạt, điều này nói lên là mẹ luôn luôn hướng dẫn và tiếp độ chúng ta, làm sao chúng ta tu cho thành đạt.
Và khi gương mặt của mẹ hướng về hướng chánh nam, trên tay của mẹ cầm bánh xe Pháp Luân. Điều này nói lên ý nghĩa là mẹ luôn luôn mang đến Phật Pháp để cứu độ cho chúng sinh. Thành ra khi mà gặp mẹ Quan Âm Tứ Diện, chúng ta phải vái lại và cung kính Ngài ở bốn mặt. Các bạn, trong ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen này có rất là nhiều nơi được gọi là niệm Phật đường. Tại sao gọi là niệm Phật đường? Tại vì nơi đây là nơi mà để cho bá tín, cho Phật tử cùng vào đây để niệm Phật, để tu tập, để cùng nhau tinh tấn. Như chúng ta sẽ bước vào một cái nơi được gọi là niệm Phật đường A Di Đà 500. Tại sao lại là 500? Bởi vì sẽ có 500 Phật tử cùng vào đây tu tập, cùng vào đây để giúp đỡ nhau, để chúng ta có thể tinh tấn hơn, tốt đẹp hơn. Các bạn, khi mà Vân Sơn vào trong ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen này đó, thì Vân Sơn nhìn thấy, Vân Sơn học hỏi và Vân Sơn có biết thêm được nhiều cái rất là hay luôn. Ví dụ như phía sau lưng của Vân Sơn, các bạn thấy một cái khu vực như thế này được gọi là niệm Phật đường 48. Thì khi Vân Sơn thắc mắc, Vân Sơn hỏi là tại sao lại là 48, thì Vân Sơn được những người sáng lập của ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen này cho biết là 48 đây, cái nghĩa của nó đó có nghĩa là 48 điều đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thành ra không phải là chỉ một nơi 48 niệm Phật đường A Di Đà ở đây không, mà sẽ có 48 nơi 48 như thế này, là một điều quá hay. Thành ra những người mà thật sự muốn tu tập, muốn thoát khỏi những cái lụy phiền của cuộc sống, của cuộc đời ở ngoài kia, thì họ vào đây để tu tập. Và nơi đây không phân biệt giới tính, màu da, giáo phái, tôn giáo, hay là bất cứ quốc tịch quốc gia nào, bất cứ người nào cũng được, người Việt Nam hay bất cứ người ngoại quốc cũng được, hay là kể cả những người Việt Nam ở trong nước Việt Nam, ở bất cứ tỉnh nào cũng được, hay người Việt Nam ở trên toàn thế giới cũng được. Và vào đây đó thì chúng ta không phải tốn chi phí gì hết, không có phải lo tiền ăn, tiền ở, tiền mặt, tiền điện, tiền nước, không cần phải lo một cái gì hết, chúng ta chỉ lo tu tập cho tinh tấn mà thôi. Đó, mà ở đây người ta lo gì? Người ta lo ăn, lo mặc, lo ở, lo ngủ, lo bệnh, lo già, lo chết, và lo cho chúng ta tu tập đến thành chánh quả. Những cái chi phí đó là sẽ do ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen họ lo. Miễn một điều duy nhất là chúng ta phải thật lòng tu tập. Vân Sơn muốn lan tỏa cái thông tin này ra để cho người Việt ở khắp nơi trên nước Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên thế giới biết được rằng ở ngay chân đèo Bảo Lộc
ở tỉnh Lâm Đồng có một ngôi chùa được mang tên là Đại Tùng Lâm Hoa Sen, làm được cái điều như thế này. Các bạn biết không, khi mà Vân Sơn qua Đài Loan, Vân Sơn có ghé một ngôi chùa bên Đài Loan, thì bên đó họ có tổ chức cái này rất là hay mà Vân Sơn nhớ hoài trong đầu luôn. Có nghĩa là vào những buổi trưa đó thì những người khách đi ngang đó, những người Phật tử đi ngang đó, hoặc là bất cứ một người nào đi ngang ngôi chùa đó muốn vào trong để ăn một buổi cơm trưa, không trả tiền, không có thu phí, không có gì hết, thì bất cứ người nào cũng có thể bước vào để chúng ta thưởng thức những bữa ăn rất là ngon, bữa ăn chay rất ngon đó. Nhưng ở đó họ có những cái thùng công đức đó, thành ra nếu như người nào muốn trả tiền thì mình có quyền mình bỏ tiền vào thùng công đức. Nhưng đặc biệt cái ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen này, sắp tới đây sẽ có một cái chương trình rất hay luôn. Tất cả những người đi ngang qua ngôi chùa này, kể cả khách du lịch, vào những giờ trưa ha, nếu như muốn bước vào đây ăn một buổi cơm chay buổi trưa mà không cần phải trả tiền, không cần phải lo gì hết, kể cả những đoàn du lịch nha, trên đường đi từ Sài Gòn đi tới Đà Lạt thì cách một tiếng đồng hồ, vào những buổi trưa như thế này gọi phone để báo cho chùa biết là đoàn chúng tôi có bao nhiêu người đó, và mình bước vào đây mình lễ Phật, mình ăn chay xong xuôi mình tiếp tục lên đường đi Đà Lạt chơi, không tính tiền, không có bỏ thùng công đức, không nhận một cái đồng tiền nào hết của một nhà bảo trợ nào hết. Thành ra hôm nay Vân Sơn muốn lan tỏa cái tin này đến với tất cả quý vị nào ở ngoài kia nghe được thông tin ngày hôm nay mà đi ngang qua chân đèo Bảo Lộc ở tỉnh Lâm Đồng này, thì quý vị nhớ rằng nơi đây có ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen sẵn sàng mở cửa đón tiếp cho chúng ta vào đây ăn những buổi cơm chay. Chỉ cần chúng ta làm gì? Chúng ta gọi phone đặt trước, gọi phone đặt trước để người ta nấu, chứ không phải là chúng ta đi một đoàn 5-70 người, 1-200 người mà chúng ta vào đặt có cơm chúng ta ăn liền, không phải nha. Chúng ta gọi, chúng ta đặt trước là đoàn chúng tôi sẽ có bao nhiêu người đó sẽ ghé vào chùa ăn chay. Ăn chay xong quý vị có thể đi ra ngắm những cảnh đẹp như thế này, và chúng ta đi ra chúng ta không cần phải bỏ tiền vào những thùng công đức, hay là nơi đây cũng không có phải nhận một cái tiền bảo trợ của một nhà tài trợ nào hết. Và các bạn biết không, đây là một những ngôi chùa mà khi Vân Sơn bước vào, Vân Sơn có một cảm giác lạ lắm. Chúng ta có cảm nhận được những cái điều linh thiêng, những cái điều huyền bí ở trong khuôn viên của ngôi chùa này. Các bạn thử vào, các bạn sẽ biết được cảm giác của Vân Sơn đang như thế nào. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Anh có biết tại sao gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát không? Không, anh không. Là hễ mà người nào mà gọi tên ngài là ngài phù hộ liền. Quán Thế Âm mà, ngài nguyện là nghe bất cứ một cái tiếng nào mà đau khổ mà cầu nguyện xin ngài cho qua đau khổ, thoát khỏi nạn tai là ngài xuất hiện, ngài cứu liền. Anh biết là mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát là hay cứu nạn cứu khổ, nhưng mà thật sự khi nào mà mình có chuyện gì thì mình gọi, mình mới gọi, đúng rồi, mình mới nhờ. Còn bình thường vậy thì mình chỉ niệm Phật, mình tưởng nhớ tới mẹ thôi, kính, đúng không? Rồi bây giờ mình niệm Phật. Bây giờ mình đến đây rồi thì mình niệm, thay vì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, từng bước này ha. Rồi, ok, nghe mình đi nè. Rồi, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quá quá đẹp luôn các bạn. Vân Sơn và anh Elvis Phương vừa mới lên hơn 100 bậc thang để đến với tượng của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh thấy đây là lần đầu tiên anh được đứng trước một tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì anh mặc dù lên hơi cực với cái tuổi của anh, nhưng mà sao anh thấy lên vừa bước vô tới đây là anh thấy cái
cái cõi lòng anh nhẹ nhõm không có gì hết, và được chiêm ngưỡng và bái tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên cái lòng anh cảm thấy thanh thản. Anh nghĩ rằng là đây là một cái dịp để mà cho anh cảm nhận được cái sự linh ứng của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đối với những người con mà muốn cầu đến một sự an bình, thì mình nên tìm đến những cái chỗ nào mà có mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát để mà mình tỏ cái lòng mình biết ơn tới mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thật sự như Nam Phương nói, các bạn biết năm nay Nam Phương là 78 tuổi. 78 tuổi mà còn bước lên hơn 100 bậc thang không có cần một cái sự trợ giúp nào hết. Đó là cái điều kỳ diệu. Và kỳ diệu hơn nữa là các bạn biết là cách đây 20 năm anh ở Phương mổ tim. Anh Phương một lần mổ tim và đem trái tim của mình ra ngoài để kế bên xong xuôi làm tất cả mọi thứ xong đem lại người. Và hiện nay anh Nguyễn Phương 78 tuổi vẫn leo hơn 100 bậc thang cùng với Văn Sơn. Văn Sơn lên, thực sự trên đường lên á, thì chân cẳng nó cũng quải, mồ hôi nó cũng ra. Nhưng như anh Nguyễn Phương nói là khi lên đến đây, nó bình an, nó an vui vô cùng. Các bạn, trên tay Văn Sơn có một tô cơm. Và khi vào đây đó thì chúng ta phải mở lòng ra, phải chia sẻ. Bằng cách là như thế nào? Bằng cách là chúng ta ăn một ít còn lại để chừa cho cá nó ăn. Đó. Đây, gạo. Ui cha, thơm vô cùng nè. Văn Sơn ăn được nè. Gạo dẻo, thơm, ngon. Nhưng mà vô đây mình phải mở lòng chứ, đúng không? Mở lòng từ bi ra cho cá ăn nè. Đó. Rồi nè nè. Đó, cá vô đi chưa? Mình ha. Cá ngàn con ở dưới luôn kìa, đúng không? Các bạn, từ trước đến nay chúng ta đọc sách Tam Quốc Chí thì hầu như tất cả chúng ta ai cũng thích một nhân vật trong đó, đó là Quan Vân Trường, mà chúng ta thường hay gọi là Ngài Quan Công. Cho đến bây giờ thì Ngài đã trở thành một vị Bồ Tát, Ngài phò hộ cho những người tu hành, Ngài phò hộ cho những chùa chiền, cho nên tất cả mọi người trong giới Phật tử gọi Ngài là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Đây là điện thờ Ngài Quan Thánh Đế. Ở trong những cái điểm dừng chân mà chúng ta đang ngồi đây nè, Vân sẽ gọi là những cái chòi năm sao đó, đặt ở những địa điểm rất đặc biệt. Ví dụ như nơi đây là các bạn thấy là phía sau chúng ta là một con suối, suối đang chảy róc như này, chảy mà suối này suối lớn nha, không phải suối nhỏ nha. Ở những điểm du lịch khác đó, khi mà chúng ta ngồi ở những nơi mà có những cái suối như thế này đó, thì thường thường là người ta làm, đúng không? Người ta phải làm, người ta phải đào đất rồi đặt đá rồi người ta dẫn nước lên trên cái hồ lớn ở trên rồi mới thả xuống, giả làm con suối.
vừa không đẹp, vừa tốn tiền điện, vừa không phải là thiên nhiên. Nhưng ở đây cái quý của nó là cái con suối mà ngay sau lưng của Vân Sơn mà quý vị nhìn thấy nè, làm con suối thiên nhiên rất đẹp luôn. Ngôi chùa này được con suối chảy dài từ kia là bao bọc xuống, chảy dài dài đây và chảy dài đây, chảy dài ra ngoài đẹp tuyệt vời. Bởi vì Vân Sơn nói đây là một cái chòi để ngồi nghỉ, mà là chòi này là chòi năm sao. Khi mà Vân Sơn vào trong cái ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen này đó, thì Vân Sơn thấy những người mà xây dựng nên, những người mà khai sáng cái ngôi chùa này nè, họ làm những cái điều to lớn vĩ đại quá, đúng không? Các bạn nhìn thấy nào là những thánh tượng thật là cao đặt trên núi, nào là những ngôi đền thật là đẹp ha, với những chất liệu bền vững với thời gian. Riêng Vân Sơn ước mơ một điều nho nhỏ trong này thôi, là Vân Sơn có được cái chòi năm sao này nè đó, có được con suối này nè, chảy róc rách nằm ở phía sau nhà Vân Sơn thôi. Các bạn thấy ước mơ nho nhỏ không? Nhỏ xíu à. Các bạn, ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen là một nơi mà Vân Sơn nghĩ chúng ta nên đến. Tại vì sau một ngày tham quan ở đây thì ngôi chùa này để lại cho Vân Sơn rất là nhiều ấn tượng đẹp. Thứ nhất là chúng ta đến với một ngôi chùa mà có những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, rất gần với lại thiên nhiên. Một ngôi chùa mà có nhiều kiến trúc đẹp và có những cái vật liệu trường tồn với thời gian. Một ngôi chùa có những tượng Phật rất đẹp, những thánh tượng rất đẹp, rất có giá trị. Thành ra Vân Sơn xin được phép chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn đang xem chương trình đến giờ phút này bằng một câu nói là ngôi chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen là một nơi mà chúng ta nên đến ít nhất một lần trong đời sống chúng ta.